Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, có những dấu hiệu cho thấy hoạt động của KTV trên kênh đang khai thác hiện nay có những dấu hiệu lại gặp những trở ngại. Mà theo phán đoán của chúng tôi, kênh chúng ta đang khai thác hiện nay có thể bị vô hiệu hóa trong một cái thời gian không xa. Đó là lý do chúng tôi đề nghị quý vị, những ai chưa đăng ký kênh KTV 3 và kênh KTV 5, xin quý vị khẩn trương đăng ký bằng cách quý vị vào trang chủ của kênh KTV đang khai thác hiện nay và bấm vào logo KTV 3 hoặc KTV 5 sẽ dẫn tới quý vị tới những cái kênh dự phòng. Sau đó quý vị bấm vào nút đăng ký và xin đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông báo mới nhất của chúng tôi. Điều đó sẽ giúp cho quý vị có thể theo dõi chương trình của KTV cách thường xuyên và liên tục. Đồng thời xin kính đề nghị quý vị đăng ký với trang Facebook Việt Thành KTV đã được phục hoạt động trở lại bằng cách quý vị bấm vào đường link ở dưới mỗi video và quý vị hãy bấm vào nút đăng ký theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và thưa quý vị. Trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2024, ngoài các tin tức liên quan tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và các cái bản tin liên quan tới chính trị Việt Nam, một cái bài phân tích so sánh vương triều của ông Nông Đức Mạnh trở về trước tại sao lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không có những sự đụng độ, chia bè, kéo cánh trong nội bộ bộ chính trị như thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng trước hết, chúng ta bắt đầu bằng bản tin thời sự. Theo đề xuất của chính phủ, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng 15%, trong khi lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức được tăng 30%. Đại diện thường trực chính phủ cho rằng, đây là mức tăng lương hưu cao nhất từ trước cho đến nay, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ trong đảm bảo ổn định đời sống người nghỉ hưu. Ông Đinh Kim Phúc, một công chức đã nghỉ hưu, nêu quan điểm của ông với RFA. Và những đây đó, tôi cũng yêu cầu những ông bà có quyền có chức mà ổn định 15% tăng lương hưu cho người lao động đó, dựa trên cơ sở khoa học nào, phải trả lời cho người về hưu biết. Vì đồng tiền về hưu, chúng tôi đóng là đồng tiền của cá nhân chúng tôi, là tiền của cơ quan xí nghiệp sử dụng lao động của chúng tôi đóng góp, chứ không phải là tiền nhà nước. Lấy cái bản thân tôi có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và khi về hưu năm 2019 ấy, cho đến nay đấy, thì lương hưu của tôi mỗi tháng là 6.100.000 đồng, sống giữa cái thành phố Hồ Chí Minh. Thì thử hỏi người lao động với cái đồng lương hưu như thế thì chống chọi với cuộc sống như thế nào. Tôi yêu cầu các ông bà ngồi trong phòng làm suy nghĩ, đừng vì mình có đặc quyền đặc lợi rồi luôn luôn á là vẽ chuyện ra đối với người lao động. Như thế là bất công. Nó không đúng cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nó không đúng cái lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được tự do học. Thì tôi không biết rằng những ông bà có trách nhiệm ấy dựa trên cơ sở nào mà ấn định con số 15% cho người lãnh lương hưu. Vì cái đồng lương hưu đó là do người lao động và cơ quan xí nghiệp sử dụng lao động đóng. Và cái đồng tiền này, quỹ bảo hiểm xã hội thu giữ không phải là đồng tiền chết, mà nó là đồng tiền sinh lời. Dạ. Ông Nguyễn Đăng Quang, một kỹ sư xây dựng mới về hưu, nói với RFA quan điểm của ông. Bắt đầu ở cái chỗ là Vĩnh Thư cũng vừa nói đó, mình cùng sống trong một cái xã hội mà chứ đâu phải một cái xã hội người về hưu nó khác biệt, rồi cái xã hội của những người lương chức nó khác đâu. Đó là cho nên tất cả mọi thứ, cái chi phí sinh hoạt hàng ngày, mọi thứ đều là trong một cái xã hội này. Chứ mình đâu có phải là bây giờ mình đi, ví dụ mình về hưu rồi mình đi chuyến xe là người lương chức là 100.000, mình đi 60-70.000 đâu. Ví dụ thế, đúng không? Cho nó phi lý đó. Cho nên cái hơn nữa là cái tiền lương hơn quá là chính là cái tích lũy của chính người mà trước đây
họ làm việc, họ nộp vào cái quỹ bảo hiểm xã hội chứ không phải là ngân sách nhà nước. Cho nên làm như thế thì nó bất công, nó mà cái tiền cũng chính cái tiền của họ tích lũy để khi mà hưu chứ đâu phải là lá từ ngân sách nhà nước ra đâu. Và bây giờ đến tuổi hưu rồi thì mình được nhận, thì cái mức độ nhận bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái thời gian mình đóng bảo hiểm xã hội cũng như là cái số tiền mình đóng. Theo Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, hồi tháng 8 năm 2012, trong báo cáo do Tổ chức Lao động Quốc tế tại Hà Nội công bố, được thực hiện theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam với sự cộng tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê, thì quỹ lương hưu sẽ bắt đầu thâm hụt từ năm 2020 và sẽ hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2029. Đến tháng 5 năm 2014, ILO dự báo đến năm 2021, quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam sẽ mất cân đối thu chi, buộc phải lấy từ nguồn kết dư để chi trả. Và dự báo đến năm 2034, phần kết dư này cũng không còn, dẫn đến khả năng vỡ quỹ, và khi đó, người lao động sẽ không nhận được lương hưu. Tuy nhiên, chuyên gia của IOL tại Việt Nam, Carlos Galian, lúc bấy giờ cho biết, thực tế khả năng vỡ quỹ bảo hiểm xã hội có thể xảy ra sớm hơn. Dự đoán của chuyên gia ILO vận dụng với thực tế chính sách thay đổi của Việt Nam thời gian gần đây được nhiều người bán tín bán nghi về việc quỹ bảo hiểm vỡ. Có thể thấy điều đó khi năm ngoái, nhằm khắc phục việc mất cân đối của quỹ, bảo hiểm xã hội đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nam và nữ lao động lên tương ứng là 62 và 60 tuổi. Đây được xem là biện pháp tốt nhất vì tác động nhanh nhất cả đầu ra và đầu vào của quỹ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất không cho rút bảo hiểm xã hội một lần quá 50% tổng thời gian đóng quỹ hưu trí và tử tuất, nhằm bảo đảm an sinh cho người lao động khi về hưu, tránh tạo gánh nặng lên hệ thống an sinh xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho rằng cần khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thay vì nhận một lần. Trao đổi với RFA lúc bấy giờ, bác sĩ Đinh Đức Long nêu quan điểm của ông. Họ làm cái đấy vì quỹ vỡ hoặc là không đủ tiền. Tức là cái lương người lao động mà mỗi tháng trích ra đóng vào đó để về sau hết tuổi lao động rồi người ta được hưởng cái lương hưu. Nguyên tắc đấy là tiền của người lao động, tiền lương. Anh dựa vào cơ sở pháp lý nào? Hay là ý muốn chủ quan của anh? Mà anh có thể chiếm đoạt cái tiền, cái lương của người lao động. Là vì người ta rút nghĩa là người ta sẽ không được hưởng lương hưu trong tương lai. Người là luật lao động chẳng hạn thì quy định đến một tuổi nào đó bao nhiêu năm đóng bảo hiểm xã hội, thế đến một tuổi nào đó thì lương hưu, nghĩa là từ đấy cho đến suốt đời người ta nhận đồng lương hưu. Thế bây giờ người ta rút nghĩa là người ta không đóng thì sau này người ta sẽ không được hưởng. Nói về nguyên tắc này ấy, đấy là tiền của người lao động mà người ta trích đồng lương ra thì người ta có toàn quyền trên cái đồng tiền người ta không đóng thì sẽ không hưởng cái gì hết. Thế nhưng bây giờ người ta tin rằng là sống đến già được hay là không tin rằng đến lúc cái đồng tiền trượt giá mất giá đi. Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của nhà nước. Quỹ bảo hiểm xã hội không phải là quỹ chết, mà quỹ này được chính phủ cho phép sử dụng đồng tiền đó để mua trái phiếu chính phủ, để cho chính phủ vay, để gửi trong các ngân hàng lấy lãi, đầu tư vào một số dự án xây dựng. Mục đích sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội là chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định, chi trả chi phí quản lý bảo hiểm xã hội như chi phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, chi phí tổ chức thu, chi trả bảo hiểm xã hội và hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, chi phí cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, hiện đại hóa hệ thống quản lý, phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội. Liên tục chương trình, chúng tôi tới với quý vị một cái nội dung liên quan tới tình hình chính trường Việt Nam. Và như quý vị đã biết, ông Tô Lâm và Bộ Công an đang làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan tới Bộ Công an trong việc chạy án lại nổi lên lúc này. Phải chăng nó là những cái đòn tấn công của đối thủ ông Tô Lâm hay không? Và mới nhất, câu chuyện giám đốc CDC Thừa Thiên Huế chạy án không thành công lại nổi lên. Sau vụ chạy án này thì ông Hoàng Văn Đức vừa mất tiền vừa bị tù. Tuy nhiên theo giới quan sát, phải chăng đó là những cái đòn phản công từ phe Nghệ Tĩnh. Bởi vì có những cái động thái rất là
đó là tháng trước đây, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế ở giai đoạn cuối đại dịch COVID-19 đã được tòa miễn hình phạt tù trong các vụ vi phạm việc đấu thầu mua trang thiết bị chống dịch. Theo cáo buộc của Công an Thừa Thiên Huế, từ ngày 4 tháng 3 tới 1 tháng 9 năm 2020, ông Đức đã ký 8 quyết định đấu thầu rút gọn cho 3 nhà thầu với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 1,5 tỷ. Mặc dù cái số tiền không lớn, song tòa án vẫn cho rằng các bị cáo ở tuyến đầu chống dịch phạm tội trong cái đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Thậm chí bị cáo Hoàng Văn Đức đã nhận tiền của doanh nghiệp sau khi ký hợp đồng, song không có những thỏa thuận trước, không biết tiền đó là do phạm tội mà có. Đồng thời ông Đức đã nộp lại. Như vậy trong cái vụ khởi tố đầu tiên, ông Đức từng bị bắt, sau đó được tại ngoại và cuối cùng được đình chỉ điều tra và thả ra. Từ mọi việc đã êm xuôi, vậy mà ông Hoàng Văn Đức bị bắt lại trong cái vụ án thứ hai. Và nhiều quý vị đã biết ở Việt Nam, hiện nay chuyện chạy án vẫn là chuyện phổ biến và người ta thường nhờ vả công khai. Cứ có tiền chạy án thì khả năng thoát tội rất cao, hoặc tội nặng thế thành tội nhẹ trở thành vô tội. Một cái điều nguy hiểm chạy án đã vô hiệu hóa bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Khi chạy án đã là một cái tình trạng hết sức phổ biến, đặc biệt đối với các cái vụ án lớn hay nghiêm trọng. Nếu như có những thế lực lớn đứng đằng sau, thì không có gì có thể cản trở nổi, và việc chạy án sẽ thành công. Trở lại câu chuyện của ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế, sau khi được tại ngoại và đình chỉ điều tra, vậy mà ông Hoàng Văn Đức lại bị khởi tố và bắt tiếp trong vụ án thứ hai. Và trong lần khởi tố thứ hai vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, Công an Thừa Thiên Huế đã ra lệnh tạm giam đối với ông Đức vì những hành vi được cho là lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo đó, vụ án này ông Hoàng Văn Đức bị khởi tố chung với bà Trần Thị Kim Sinh, nguyên phó giám đốc phụ trách khoa dược của CDC Thừa Thiên Huế, cùng với Lê Nguyễn Thị Loan, một cái nhân viên thu phí. Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng trong giai đoạn tháng 6 năm 2020 tới tháng 12 năm 2021, các bị can Đức, Sinh, Loan đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt số tiền 1,1 tỷ đồng. Nói ông Hoàng Văn Đức chạy án trong phiên tòa lần này thì không có bằng chứng, bởi vì ở Việt Nam pháp luật, công an, tòa án, viện kiểm soát, kể cả truyền thông báo chí, nó đều nằm trong tay của đảng. Tuy nhiên nếu so sánh những vụ án tương tự liên quan tới đấu thầu thiết bị y tế của đại dịch COVID-19, thì những cái câu chuyện ở các trung tâm CDC hay các tỉnh thành khác thì việc miễn hình phạt tù cho Hoàng Văn Đức làm điều được cho là cực kỳ vô lý. Ví dụ như tại tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Trần Tuấn, giám đốc CDC Hà Giang, phải chịu tổng hình phạt 11 năm tù vì hai tội danh nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, hay Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương. Hẳn quý vị còn nhớ nhận một cái bản án 13 năm tù vì tội nhận hối lộ, hay giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu nhận một cái bản án tới 16 năm 6 tháng vì hai tội danh nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. So sánh về bản chất của các vụ án mà những cái giám đốc CDC các tỉnh thành phố gây ra mà chúng tôi vừa liệt kê thì cũng tương tự nhau. Tất cả đều nhận hối lộ, đều gian dối trong đấu thầu, đồng thời gây hậu quả nghiêm trọng, cho nên không thể có cái mức án chênh lệch cao hơn 10 năm. Người thì được miễn án tù, đó là những cái bằng chứng mà người ta khẳng định Hoàng Văn Đức đã chạy án và cuối cùng bị trả lại tiền vì những cái lý do khác nhau. Với một cái vai trò giám đốc CDC gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ cho nhà nước, mà ông Đức khai không biết tiền này do phạm tội mà có, rõ ràng là cái hành vi khai gian. Ở vị trí lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
của cấp tỉnh mà Hoàng Văn Đức không nhận thức được tiền nào là tiền đúng, tiền nào là tiền sai, hay Hoàng Văn Đức không đủ trình độ, hay lại vướng víu vào cái bệnh án tâm thần nào đó. Thế nhưng những cái lời khai như vậy, vậy mà tòa án, viện kiểm sát cũng như cơ quan công an lại đồng thuận và cho miễn phạt tù, thì chắc chắn hội đồng xét xử chắc chắn phải có những cái vấn đề gọi là tiêu cực liên quan tới cái gọi là chạy án. Tuy nhiên nếu Hoàng Văn Đức có chạy án thành công trong vụ án thứ nhất thì lại dính tiếp vào cái vụ án thứ hai, và có vẻ như việc trùng trì của ông Hoàng Văn Đức không làm phiền lòng một bộ phận nào đó trong cơ quan tư pháp, có thể là công an, tòa án hay viện kiểm sát, nhưng công an thì không chịu nên mới tiếp tục truy tố một vụ án khác. Hoặc là cũng có thể ông Hoàng Văn Đức bị cơ quan tố tụng dắt mũi chi tiền đầy đủ nhưng không được bỏ qua. Dù thế nào đi chăng nữa, sau vụ án này ông Hoàng Văn Đức cũng trắng tay, tiền mất tật mang và cuối cùng không thoát được án tù, thậm chí bị thêm tội danh đưa hối lộ. Nhưng có thể ông Đức cũng được sáng mắt với các đồng chí trong ngành tư pháp của mình. Và như quý vị đã biết, một cái tình trạng phổ biến chạy án ở Việt Nam, đây là một lỗ hổng lớn trong ngành tư pháp. Đó cũng là lý do tại sao tình trạng công lý luôn luôn bị các quan tòa bẻ cong. Tuy nhiên có cái tình huống đó là thẩm phán nhận tiền để chạy án, xong chạy án không xong, thì điều gì sẽ xảy ra? Tháng 5 năm 2024, truyền thông nhà nước đưa tin Phó Chánh án Tòa án huyện đã bị đâm trọng thương tại phòng làm việc. Theo đó, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận cơ quan này đang điều tra một cái vụ án liên quan tới Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ, ông Nguyễn Văn Quý. Bất ngờ đang ở trong phòng làm việc thì có một người đàn ông xông vào, cầm dao và đâm. Vụ việc xảy ra vào lúc chiều ngày 2 tháng 5 năm 2024. Theo Công an huyện Cam Lộ cho biết, họ nhận được tin báo có người tấn công cán bộ tòa án huyện nên đã cử một tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Theo đó, được biết khi đang trong phòng làm việc, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ, ông Nguyễn Văn Quý đã bị một cái đối tượng xông vào đâm trọng thương. Nhân chứng tại hiện trường xác nhận rằng ông Quý bị đâm khi đang ở trong phòng làm việc. Tuy nhiên, có những cái tài liệu nhân chứng khác cho hay ông Quý hiện nay đang được điều trị tại khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị với nhiều vết thương, trong đó có những cái vết thương sâu. Tuy nhiên, tình trạng đã bắt đầu ổn định. Trong khi đó, trên các diễn đàn như Quảng Trị 24 giờ, Người Quảng Trị hay Tin Nóng Quảng Trị, đa số các ý kiến cho rằng tình trạng công chức viên chức nhà nước ở Quảng Trị với một cái đồng lương chết đói không đủ sống, thì một cái khả năng cao Phó Chánh án Tòa án huyện Cam Lộ ông Nguyễn Văn Quý do lỡ nhận quà từ gia đình bị can nhưng không thực hiện được những cái cam kết trước đó theo thỏa thuận nên đã bị gia chủ tính sổ. Đồng thời cũng có các ý kiến không đồng tình với các hành vi sử dụng bạo lực như vừa kể, nhưng cũng phải xem lại các nguyên nhân vì sao người ta lại đâm ông Phó Chánh án. Do tư thủ cá nhân hay vì cầm tiền của người ta mà không chịu giải quyết hay giải quyết không được việc, và có khi người ta đòi lại tiền thì Phó Chánh án cũng không chịu trả, làm cái khả năng được cho là rất cao. Theo đó, một cái hung thủ vào tận phòng làm việc của Phó Chánh án trong cơ quan có trụ sở bảo vệ nghiêm ngặt, và nếu hung thủ không có một cái quan hệ quen biết hay từng đến gặp nhiều lần thì điều đó rất khó có thể xảy ra. Có những ý kiến cho rằng không có cái gì là tự nhiên cả, do xử án không công bằng. Cứ mấy cái thằng cậy quyền cậy chức ép dân, khi người ta không chịu được thì tất yếu phải dẫn đến cái câu chuyện như vậy. Trong khi đó, công luận thấy rằng việc người nhà của bị án sử dụng tiền hối lộ cho các cán bộ trong ngành tư pháp hay bảo vệ pháp luật để chạy án là một điều hết sức phổ biến. Thậm chí rất nhiều các đại biểu quốc
Quốc hội từng đặt các cái câu hỏi chất vấn về một cái tình trạng tiêu cực của cán bộ ngành tư pháp như công an, viện kiểm sát và tòa án tham gia chạy án. Và điều này đã từng được chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình từng thừa nhận trước Quốc hội rằng có một số không ít các cái cán bộ công chức của tòa án bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi vì có những tiêu cực nhận tiền của đương sự để giảm nhẹ tội. Và đó là lý do tại sao lâu nay công luận Việt Nam có những ý kiến cho rằng số vụ án đưa ra xét xử dù không nhiều nhưng số bị cáo lại được hưởng án treo và được tuyên phạt tù nhẹ chiếm cái tỷ lệ rất cao, có nơi lên tới 45%. Thậm chí giới thạo tin cho rằng việc chạy án hiện nay trở thành một cái hệ thống có tổ chức với một sự cầu kết bằng những cái thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp. Theo đó, toàn bộ quá trình chạy án đã có một sự thống nhất chung giữa các cái cơ quan như công an, viện kiểm sát và tòa án. Cứ ai có tiền nhờ đúng vào cái đường dây thì họ lo cho từ A đến Z. Và đó chính là nguyên nhân vì sao ở Việt Nam người ta cho rằng bất kỳ một cái án gì ở mức độ nào cứ có tiền là lo được cả, kể cả án tử hình cũng chạy được nếu có nhiều tiền. Còn đối với các cái vụ án lớn hay nghiêm trọng, nếu như có cái thế lực lớn đứng sau bảo kê thì không có cái việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều mà thôi. Đó là lý do tại sao Trương Văn Cam, tức Ngầm Cam, trùm xã hội đen ở Sài Gòn khi còn sống từng tuyên bố một cái câu để đời, đó là cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Có những ý kiến của các cái cán bộ tư pháp đã về hưu nói thẳng, nói thật án gì cũng chạy được, án khó đến đầu miễn là có nhiều tiền, nếu nhờ đúng nơi đúng chỗ là chạy sau, từ án tử hình chạy xuống án trung thân, còn chạy được thì có khó gì đâu. Chưa kể tới cái việc người ta có thể mua người để thay cho người bị tử hình. Ở Việt Nam với những chuyện đó chúng ta không hiểu nổi. Theo đó, nó không chỉ có một cái tình trạng cứ bắt là có tội, cứ ra tòa có án, mà nó còn có câu chuyện có tiền để chạy án sẽ thoát tội. Làm cái điều ai ai cũng biết, vì ấy tội nặng sẽ trở thành tội nhẹ trở thành vô tội. Và bây giờ chuyện chạy án đó là một câu chuyện phổ biến. Người dân Việt Nam hiện nay mỗi khi vi phạm pháp luật thì cái việc đầu tiên người ta nghĩ tới người quen biết để chạy án, thậm chí nhờ vả công khai. Đó là lý do tại sao công luận thấy rằng chạy án ở Việt Nam bây giờ là câu chuyện thường thấy và nó là căn bệnh trầm kha. Và vấn đạn này được coi là cái lỗ hổng rất lớn của ngành tư pháp. Nguyên do thực trạng công lý tại các phiên tòa hiện nay luôn luôn bị bẻ cong và mức án được dao động trong cái biên độ quá lớn từ vài năm tới vài chục năm. Đó là lý do thẩm phán có thể xử kiểu gì cũng đúng. Đó là lý do tại sao người dân phải nhờ tới các cái cán bộ trong ngành tư pháp, bảo vệ pháp luật cũng như các cái luật sư tham gia sử dụng tiền bạc vật chất để chạy án cũng như để bảo vệ quyền lợi của họ mà thôi. Nhiều ý kiến thấy rằng lý do chạy án hiện nay bởi tuyệt đại đa số người Việt Nam không tin tưởng vào pháp luật, vì Việt Nam không có công lý, nền tư pháp Việt Nam không độc lập và tạm quyền phân lập, tức là phải có những sự độc lập trong hồ sơ của cơ quan công an, viện kiểm sát cũng như thẩm phán, chứ không có cái chuyện gọi là thống nhất án giữa ba ngành. Mà một khi người dân đã không còn tin tưởng vào pháp luật thì cái việc bỏ tiền ra chạy án làm cái cứu cánh cho họ, cho nền chạy án vẫn còn tồn tại và phát triển. Một cái vấn đề quan trọng chúng tôi muốn nói với quý vị tại sao cái vụ chạy án của CDC Thừa Thiên Huế của ông Hoàng Văn Đức lại nổi lên tại cái thời điểm hiện nay. Và như quý vị đã biết, trong vụ án chuyến bay giải cứu cũng như đại án Việt Á, ví dụ như Chu Ngọc Anh nhận 200.000 đô la nhưng lại được cho là không nhận hối lộ, đó là chỉ nhận quà biếu. Đây là những cái gì dấu cho thấy một cái khả năng cao
các đối thủ của Bộ Công an, đó là phe Nghệ Tĩnh hay bất kỳ những cái kẻ thù nào của ông Tô Lâm dễ dàng lật ngược hồ sơ để làm rõ những cái vụ này. Theo đó, ông Tô Lâm cũng rất mệt liên quan tới vấn nạn các cái quan chức tham nhũng. Sau khi bị bắt hay khởi tố thì tự nhiên xuất hiện một cái bệnh tâm thần, xuất hiện một cái điều được cho là bị tâm thần và phải đi điều trị. Và thưa quý vị, đã từ lâu dư luận xã hội đã có những thông tin về những cái nghi vấn liên quan tới một số người đang khỏe mạnh, hoàn toàn không bị mắc bệnh tâm thần, nhưng khi có liên quan tới các cái vụ đại án thì được các biện pháp đi châu quỳ ở miền Bắc hay Biên Hòa ở miền Nam chứng nhận họ bị bệnh tâm thần với một cái lý do để tránh bị pháp luật xử lý. Trước khi đi vào các nội dung chi tiết, tại sao trong những cái ngày vừa qua có những đồn đoán cho rằng hai viên bộ chính trị liên quan tới vấn đề cây xanh cầu mình cũng như vấn đề các biện pháp y tâm thần bán giấy chứng nhận cho các cái kẻ bị pháp luật rờ đến, theo đó sẽ có hai viên bộ chính trị chịu trách nhiệm sẽ phải ra đi. Và chúng tôi bắt đầu vào một cái bản tin cũng liên quan tới cái vấn đề được cho là tâm thần, đó là việc Việt Nam thiếu máy bay nghiêm trọng. Việt Nam Airlines đang tính mua thêm các cái máy bay dân dụng từ Trung Quốc để khai thác. Theo đó, đến cuối năm 2023, Việt Nam Airlines sẽ có 17 máy bay bị thu hồi do vấn đề trục trặc động cơ và khiến cho cái tình trạng thiếu máy bay của hãng máy bay quốc gia Việt Nam hiện nay ngày càng trầm trọng hơn. Trong khi việc mua các cái máy bay từ Airbus hay Boeing không dễ dàng bởi những cái vụ được cho là phá bỏ hợp đồng, đó là lý do truyền thông Việt Nam đưa tin cho hay Việt Nam Airlines đang cân nhắc tới cái việc sẽ mua một cái dòng máy bay Comac C-919 do Trung Quốc sản xuất. Đây là một trong những cái giải pháp được đánh giá là khả thi trong cái bối cảnh hàng không Việt Nam khó có thể mua các máy bay dân dụng từ các cái hãng sản xuất máy bay nổi tiếng của phương Tây, đó là Airbus hay Boeing. Khi mà việc đặt mua từ hai nhà sản xuất vừa kể thì có thể giao hàng sớm nhất vào năm 2030. Truyền thông Việt Nam ngày 27 tháng 6 đã dẫn lời của ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines cho hay tại phiên họp thường niên của công ty. Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc cho biết, một cái thách thức của nhiều hãng bay Việt Nam ở một thời điểm hiện tại đó là việc thiếu một các máy bay một cách trầm trọng. Điều đó gây ảnh hưởng lớn tới cái kế hoạch khai thác và mở rộng mạng bay. Nguyên nhân thiếu máy bay, theo ông Hà, do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các nhà sản xuất máy bay Boeing bị kiểm soát chặt chẽ, cùng với đó là cái việc thu hồi các loại động cơ trên các cái máy bay phản lực Airbus. Hiện nay, một cái tình trạng thiếu hụt máy bay đang diễn ra trên toàn cầu, chứ không chỉ riêng Việt Nam, và nó có thể kéo dài tới năm 2027 mới kết thúc. Trong khi đó, việc đặt mua các cái máy bay Airbus hay Boeing của Việt Nam Airlines được cho là rất khó khăn và chỉ được giao hàng sớm nhất vào năm 2030. Cho nên việc đi thuê các máy bay trong thời gian tới là rất khó đối với đội máy bay A321. Tuy nhiên, một lý do chính mà Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines cho rằng tình hình tài chính của Việt Nam Airlines rất khó khăn với cái khoản lỗ lũy kế năm 2023 lên tới 41.000 tỷ. Tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ, vượt xa với vốn điều lệ của Vietnam Airlines, và một cái tình trạng âm vốn chủ sở hữu tới 17.000 tỷ, tương đương gần 700 triệu đô la, là cái vấn đề hết sức nan giải. Chưa hết, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines cũng vượt cái tài sản ngắn hạn lên tới 1,8 tỷ đô la, trong khi dòng tiền năm 2024 được đánh giá dự kiến rất khó khăn bởi các cái khoản nợ, đặc biệt kể từ tháng 7 tới đây, khi Việt Nam Airlines phải trả các khoản vay tái cấp vốn bắt đầu đến cái thời hạn hoàn trả. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho hay, các hãng hàng không trong nước hiện nay chỉ khai thác khoảng 170 máy bay, trong khi trước đại dịch COVID-19, con số khai thác là 240 chiếc,
và dự báo năm 2025 Việt Nam vẫn thiếu hụt máy bay. Đó là lý do chính phủ Việt Nam có kế hoạch xem xét đề nghị của Vietnam Airlines trong việc mua các máy bay dân dụng cho Trung Quốc sản xuất. Bình thường có bị các máy bay dân dụng của Trung Quốc sản xuất ở Trung Quốc đã được đưa ra khai thác nhưng không đảm bảo an toàn. Và thưa quý vị, đó là cái suy nghĩ chúng tôi cho rằng điên rồ vẫn liên quan tới cái vấn đề giao thông và hợp tác với Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt nối với Trung Quốc. AFP trong cái bản tin ngày 28 tháng 6 cho hay, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin cho biết, ngày 27 tháng 6 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính tuyên bố trong cái buổi họp báo cho rằng Hà Nội có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt với Việt Nam với Trung Quốc trong cái khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Theo giới phân tích, đây là cái món quà mà Thủ tướng Việt Nam mang đến cho ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới tại Đại Liên năm 2024 của Thủ tướng Việt Nam. Theo AFP, phát biểu tại hội nghị hợp tác phát triển hạ tầng giao thông chiến lược Việt Nam Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết hai bên đang xem xét khai thác 3 tuyến đường sắt, đó là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, hai Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long và Hải Phòng. Khi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị hai bên hợp tác thực hiện 3 dự án đường sắt vừa kể. Theo Phạm Minh Chính, muốn Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam về vấn đề nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nguồn vốn ưu đãi cũng như đào tạo nhân lực. Và theo lãnh đạo hai nước, 3 tuyến đường sắt vừa kể sẽ giúp cho Việt Nam có điều kiện kết nối với khu vực Trung Á và châu Âu qua cửa ngõ Trung Quốc, và giúp cho Trung Quốc kết nối với các quốc gia ASEAN. Trong tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sẽ có đường ra biển gần hơn. Cũng tại hội nghị vừa kể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tham dự vào các dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội và Sài Gòn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu bằng các tin tức liên quan tới vấn đề nội chính Việt Nam. Và như quý vị đã biết, mới nhất, lãnh đạo Việt Nam đã chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực, giữ chức phân công điều hành Thành ủy Hà Nội. Và ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị. Được biết, đây là một giải pháp tạm thời tương tự như việc Bộ Công an cử ông Trần Quốc Tỏ được phân công điều hành trong cái thời gian ngắn để chờ tân Bộ trưởng. Và việc phân công Phó Bí thư Thường trực điều hành tạm thời cho thấy Bộ Chính trị đang bế tắc trong cái việc lựa chọn nhân sự thay thế. Bởi lý do ghế Bí thư Hà Nội Sài Gòn đó là những người phải là ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là một trong các nhân vật hạt giống do tứ trụ trong tương lai. Đó là lý do các cái phe phái trong đảng rất quan tâm. Và hiện nay vẫn chưa có những ủy viên sáng giá chọn chiếc ghế vừa kể. Thật ra một cái vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị, nhưng người ta vẫn có thể chọn một ủy viên trung ương, đó là câu chuyện. Năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm Nguyễn Văn Nên, khi đó là ủy viên trung ương đảng, giữ chức bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Thiện Nhân. Hay một cái trường hợp, theo thông lệ, trưởng ban tuyên giáo trung ương thường là phải ủy viên Bộ Chính trị, nhưng tại Đại hội 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ là một ủy viên trung ương đường nắm giữ. Và mới đây, sau 3 năm tại hội 13, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mới chính thức được bầu vào Bộ Chính trị, nơi kể cả trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chỉ là ủy viên trung ương, vẫn ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ tùy ứng, tùy biến, tùy những cái trường hợp trong cái điều kiện cụ thể. Cho nên việc kiếm một ủy viên trung ương thay thế cho vị trí của Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng, làm cái điều hoàn toàn có thể. Trong khi có những cái đồn đoán cho rằng
một cái nhân vật mới được bầu vào Bộ Chính trị mới đây sẽ nắm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và người đó làm cái người dân tộc thiểu số quê ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, việc này không trở thành sự thật. Điều đó cho chúng ta thấy cuộc chiến cung đình đang rất căng thẳng. Và từ nay tới Hội nghị Trung ương 10 còn khoảng 3 tháng. Trong cái thời gian này, các phe phái trong đảng chắc chắn vẫn tiếp tục đấu đá và đàm phán để đạt tới cái sự thỏa thuận về nhân sự thay thế. Bên cạnh đó, không loại trừ một cái khả năng tới Hội nghị Trung ương 10 thỏa thuận vẫn chưa ngang ngũ, và rõ ràng theo giới quan sát chưa thấy một cái phe nào nổi trội hơn và cũng chưa thấy một cái nhân vật nào sáng giá hơn có thể ngồi vào chiếc ghế Bí thư Hà Nội trong cái bối cảnh thượng tầng chính trị Việt Nam như một cái mớ hỗn độn. Lãnh đạo Việt Nam chỉ tập trung đấu đá, không lo đoàn kết để phát triển kinh tế. Các lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có cái sự tính toán trong việc đấu đá tranh giành quyền lực, còn vấn đề quốc gia đại sự họ không quan trọng. Trở lại một cái vấn đề có lẽ là chủ đề chính của bài nói chuyện hôm nay, đó là câu chuyện tại sao các quan chức tham nhũng bị bắt tự nhiên bị tâm thần rất nhiều, kể cả những cái kẻ buôn lậu ma túy vân vân và vân vân. Dư luận xã hội Việt Nam đặt cái câu hỏi tại sao rất nhiều các quan chức và các vị doanh nhân đang bị pháp luật lờ đến, bị khởi tố hay bắt giam trong các vụ đại án, đang khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành những cái bệnh nhân tâm thần. Theo báo Tiền Phong ngày 28 tháng 6 năm 2024, trong một cái bản tin với tiêu đề Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra việc tạo dựng các kết quả giám định tâm thần, bản tin cho biết Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C02 vì có thành tích đấu tranh triệt phá các cái chuyên án bắt giữ các cái đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ với mục đích để tạo dựng các cái hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho các cái đối tượng phạm tội bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, và điều vừa kể ảnh hưởng rất lớn tới công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã có một số vụ bê bối liên quan tới việc giám định và ban hành các cái kết quả luận chứng nhận kết quả tâm thần và tạo điều kiện cho một số cá nhân liên quan tới các cái đại án hay những cái bản án chung thân hay tử hình có thể thoát tội để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Cụ thể điển hình như vụ cựu giám đốc công ty đất vàng Hoàng Gia, đó là bà Trần Thị Mỹ Hiền, người bị cáo buộc chiếm đoạt trong cái vụ lừa đảo lên gần 1.000 tỷ trong cái vụ án, nhưng bất ngờ bà Hiền lại có giấy chứng nhận kết quả giám định từ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, kết luận cho rằng Trần Thị Mỹ Hiền đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Và thưa quý vị, đó là lý do bà Hiền bị đưa đi để chữa bệnh bắt buộc. Sau đó bà này đã bỏ trốn và đang tiếp tục bị truy nã. Tương tự theo báo Tuổi Trẻ, một cái trường hợp đó là bà Tống Thị Bạch Lan, năm 2020 đã bị Tòa án Nhân dân Sài Gòn xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình về tội vận chuyển ma túy trái phép. Và cũng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã kết luận chứng nhận rằng bà Lan tại cái thời điểm gây án đương sự bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, và hiện nay đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, và để sau đó bà Lan cũng được đưa đi chữa trị bệnh bắt buộc và cuối cùng cũng bỏ trốn. Và thưa quý vị, liên quan tới vụ việc vừa kể, theo Bộ Công an cho biết, tính tới chiều ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 13 người và triệu tập, bao gồm 11 viên chức và 2 cán bộ đã nghỉ hưu. Trong số đó, có những người thuộc Viện Pháp y Tâm thần Biên Hòa bị bắt giữ, có ông Lê Văn Hùng, viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Thành Công, viện phó, ông Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng,
bác sĩ Nguyễn Văn Trọng trưởng khoa điều trị bắt buộc, nhóm miễn chất và nhiều bác sĩ điều dưỡng khác cũng bị khởi tố bắt giam. Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa làm cơ sở điều trị trực thuộc Bộ Y tế được thành lập từ năm 2015 với một chức năng đó là giám định pháp y tâm thần, quản lý điều trị những người rối loạn tâm thần để quyết định áp dụng các biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan tố tụng. Được biết lâu nay, các cơ quan tư pháp cùng với lãnh đạo của các ngành y tế cũng như các bác sĩ đã lợi dụng cái điều 447 Bộ luật hình sự quy định các cái điều kiện áp dụng biện pháp bắt buộc và đi chữa bệnh đối với những cái người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong giai đoạn đang mắc bệnh tâm thần mà một cái bệnh khác là mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo giới quan sát, với những cái quy định vừa kể thì việc lách luật chạy án bằng giám định tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Vì thế đã có rất nhiều những cái đối tượng phạm trọng tội đã lợi dụng kẽ hở để thoát tội bằng việc bỏ tiền ra mua kết quả giám định tâm thần. Đồng thời cũng có rất nhiều các bác sĩ liên quan tới lĩnh vực này đã bị kết án về tội nhận hối lộ trong việc làm giả các cái kết luận giám định vì về bệnh tật để những cái kẻ trong các vụ trọng án thoát tội. Đó là lý do cựu chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao ông Đinh Văn Quế trong cái cuộc họp của hội nghị ngành tòa án đã đặt câu hỏi tại sao các cơ quan chức, các cái doanh nhân tham nhũng bây giờ lại mắc bệnh tâm thần nhiều như thế. Công luận thấy rằng một cái cụm từ chạy bệnh nên bổ sung vào một cái bộ sưu tầm liên quan tới vấn đề chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy luân chuyển vân vân. Trong đó có lẽ vấn đề chạy bệnh án dễ hơn chạy các cái thứ khác bởi một cái lý do không ai có thể kiểm tra được tính xác thực của các cái bệnh án hay bản giám định pháp y trong các cái hồ sơ điều trị bệnh tâm thần, cùng lắm là chỉ yêu cầu giám định lại mà thôi. Và thưa quý vị, vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam tăng lên thì tất cả các cái lĩnh vực, kể cả các cái lĩnh vực liên quan tới vấn đề chạy bệnh tật để có đảm nó cũng tăng theo. Và thưa quý vị, liên tục chương trình chúng tôi tới quý vị một cái nội dung và lâu nay chúng tôi vẫn nói với quý vị rằng chỉ có cái thời ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư thì nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mới xảy ra một cái tình trạng tranh giành quyền lực đấu đá nội bộ triền miên không có hồi kết. Và thưa quý vị, một khi pháp luật cũng như điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam không được tôn trọng thì quyền lực luôn luôn thuộc về kẻ mạnh và quyền lực tối thượng trên chính trường thuộc về ai thì phe đó sẽ là phe chiến thắng và những cái đối thủ của họ thường bị tiêu diệt. Đây là một cái câu chuyện thường thấy trong một bài bình luận liên quan tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Theo tác giả cho rằng dưới cái thời của ông Nông Đức Mạnh hầu như không có cái chuyện đấu đá nội bộ một cách trầm trọng như hiện nay. Thậm chí trước đó giai đoạn của Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh và Bố Mười cũng có những cái mâu thuẫn, nhưng dưới thời Nông Đức Mạnh hay gọi là vương triều của Nông Đức Mạnh thì điều đó hầu như không xảy ra. Theo tác giả trong cái bài bình luận với tựa đề Vương triều Nông Đức Mạnh và sự xung đột chính trị, theo đó dưới thời của ông Nông Đức Mạnh lợi ích chính trị trong cái vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không tùy thuộc vào cái vai trò người đứng đầu, đó là ông Nông Đức Mạnh. Và nếu không có những xung đột chính trị thì khó có thể giải thích lý do tại sao dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất là trong cái giai đoạn hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trương cho các cái đương sự tự nguyện làm đơn xin thôi chức, xin nghỉ hưu theo các nguyện vọng cá nhân. Đó là những cái điều hoàn toàn vô lý, thậm chí ông Tô Lâm có thể lật lại hồ sơ để làm rõ trách nhiệm người đứng đầu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng một cái chủ trương chống tham nhũng trở thành cái chủ trương cứu cho các cái quan chức tham nhũng như trong các cái bài bình luận trước của chúng tôi. Đó là lý do tại sao các cái nhân vật như Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thường
Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trường Thị Mai, và mới nhất đó là ông Đình Tiến Dũng lại được cho thôi chức mà không bị truy tố hình sự. Và điều đó sẽ dẫn tới cái việc người ta vẫn giữ các cái quyền lợi và tài sản tham nhũng không bị tịch thu. Công luận cho rằng đó là cái trò đùa coi thiên hạ không ra gì. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến được cho là bình vực ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng trong cái xã hội kim tiền, không phải ông Trọng không nhận ra cái điều vừa kể, ông Trọng biết, thậm chí biết rất rõ và có thể châm trước cho một số người như chúng ta gọi là có ăn đít nhưng làm việc được. Những cái kẻ ăn quá nhiều, quá tham vọng quyền lực để ăn được nhiều hơn như Vương Đình Huệ, lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải thẳng tay xử lý chứ không được dung túng. Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng luật pháp ở Việt Nam nhiều khi được người ta hành xử theo cái nỗi buồn vui trong tâm tư của lãnh đạo, trong khi trong quả chính trị hành chính công, sự liêm chính cần phải gắn bó với cái bổn phận phục sự cộng đồng. Bởi lẽ các cái nhà lãnh đạo, các cái lãnh đạo quản lý được tuyển dụng dạy dỗ để phục vụ cộng đồng, họ được nhà nước giao cho quyền lực và các nguồn lực công với một cái sứ mệnh của họ phục vụ cho lợi ích công. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay không phải như vậy, nó còn phải chịu một cái sự ràng buộc mang tính nguyên tắc, đó là sự lựa chọn các nhà lãnh đạo và quản lý đều phải có một cái điều kiện tiền quyết chung, bắt buộc lãnh đạo phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Do đó những cái đương sự này sẽ nhận được một sự ủy quyền của Đảng trong việc nắm giữ quyền lực hành chính công. Ở thượng tầng cũng tương tự, các lãnh đạo cao cấp cũng là những cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư quyết định. Và ở một cái chiều ngược lại thì họ đã ngồi trên các cái ghế quyền lực cao, thì các chính sách cho họ đề ra bắt đầu ít nhiều sẽ phục vụ cho nhu cầu của phe nhóm, để sau đó tìm cách kiếm trạc và chia chác. Đó là lý do tại sao xung đột lợi ích đã xảy ra ngay trong bản thân nội bộ lãnh đạo cấp cao, chứ không chỉ riêng các cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ. Biểu hiện của những cái người có quyền lực cấp cao xung đột đó là các hành vi lạm dụng quyền lực của họ để thu vén lợi ích cho phe nhóm, cá nhân, gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng nó còn phụ thuộc vào cách nghĩ cũng như thói quen hành xử của người đứng đầu đảng, tức Tổng Bí thư. Có thể kể một cái trường hợp dễ thấy nhất, đó là cựu Tổng Bí thư ông Nông Đức Mạnh. Ông Nông Đức Mạnh có những cái đồn đoán cho rằng là con trời của ông Hồ Chí Minh. Đối với bạn Đồng Thị Trưng, một cái người phục vụ cho ông Hồ thời gian ở Bắc Bó, ông Nông Đức Mạnh từng là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001, đồng thời là Tổng Bí thư Đảng từ năm 2001 đến 2011. Ông Nông Đức Mạnh làm cái nhân vật giữ chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội trong cái thời gian 20 năm và là một lãnh đạo dân tộc thiểu số. Trong quá khứ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 11 năm 2000 trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân đã đồng ý tiếp nối vị trí tiền nhiệm của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong việc thực thi một cái tư tưởng mà Trung Quốc chỉ đạo khung tròn tổng thể sự phát triển cho mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc theo một cái khẩu hiệu sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng và vận mệnh tương quan. Nghĩa là Việt Nam Trung Quốc sông, núi liền núi, cùng chung lý tưởng hòa nhập văn hóa, có một chung một cái định mệnh và được gọi là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Đó là cái khẩu hiệu mà chúng ta thường gọi là 16 chữ vàng. Ông Đồng Đức Mạnh làm cái Tổng Bí thư được cho là rất đơn giản, vì cũng được in ấn phát hành sách, nhưng Đồng Đức Mạnh không có những cái mưu mô xảo quyệt như ông Nguyễn Phú Trọng sau này. Đồng Đức Mạnh không tạo ra một cái nét khác biệt so với các lãnh đạo chính trị cùng thời trước đó
như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt hay Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư. Đồng Đức Mạnh không đưa ra các cái phát kiến nào ngoài một cái câu nói mà báo chí truyền thông cho rằng đây là cái di sản của vương triều Đồng Đức Mạnh. Đó là ông Mạnh luôn luôn có cái câu cửa miệng, đó là trồng cây gì nuôi con gì, mỗi khi ông đi công cán ở một cái tỉnh thành nào đó. Đó là một tư duy của một cái người dân tộc, một cái anh nông dân. Và điều đó đã khiến cho ông Đồng Đức Mạnh cũng chỉ nằm trong một cái tư duy đơn giản, trồng cây gì nuôi con gì mà thôi. Có những cái câu chuyện cho rằng ở Đồng Văn Hà Giang, khi trò chuyện với cán bộ văn hóa ở huyện này, ông Đồng Đức Mạnh cũng nói cái câu trồng con gì nuôi con gì. Lúc đó có một cái ông già người Hờ Mông đi chợ nghe thấy và bốc lượt trồng cái gì nuôi con gì mà còn không biết. Thế liệu người mèo chúng ta đến hôm nay sống được à? Nói thế mà cũng nói. Theo nhà báo kể lại câu chuyện vừa kể, cho biết tôi giật mình với một cái phản ứng của một người dân tộc. Lúc đó mới nhận ra rằng tư duy của ông Đồng Đức Mạnh rất có vấn đề. Vấn đề là nói với dân có lẽ ông Đồng Đức Mạnh đã đặt vấn đề sai. Cái mấu chốt ở đây là đầu ra cho sản phẩm làm sao bảo đảm để người dân thoát nghèo. Những cái điều đó người nông dân người ta đều biết. Tại sao ông Đồng Đức Mạnh trên cương vị Tổng Bí thư không có một cái tư duy tiến bộ hơn? Nếu như ông Đồng Đức Mạnh và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam muốn dân thoát nghèo, thoát ra thì phải chỉ cho họ thấy đầu ra cho các cái sản phẩm nuôi trồng để và nhà nước sẽ giúp đỡ họ. Nhưng ông Đồng Đức Mạnh vẫn chỉ một cái tư duy, một cái câu cửa miệng duy nhất. Đó là lý do tại sao người ta cũng chẳng quan tâm đến cái chuyện xung đột lợi ích trong bàn lãnh đạo cấp cao, đặc biệt các cái vấn đề ban hành quyết sách. Đó là lý do tại sao có những ý kiến cho rằng ông Đồng Đức Mạnh là Tổng Bí thư nhưng sợ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một phép ông Dũng nói gì là Tổng Bí thư Đồng Đức Mạnh ok tức thì. Tuy nhiên chỉ khi tới ông Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ông Đồng Đức Mạnh giao lại thì ông nông Nguyễn Phú Trọng đã mở ra trường mới cho lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là trường đấu đá quyết liệt không ngừng nghỉ, và sau 13 năm cầm quyền với 8 năm chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giờ đây những cơn sóng ngầm của ông Tô Lâm đã lộ rõ cái bộ mặt thật của vương triều Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng và quyền lực đang dần dần đi vào quá khứ và xuất hiện một cái tân vương mới, đó là tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Tô Lâm chỉ vẹn vẹn trong cái thời gian ngắn từ đầu năm 2024 tới tháng 4 năm 2024 đã hạ bệ hàng loạt các nhân vật lãnh đạo cấp cao, đều là những cái hạt giống đỏ và là người thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau Võ Văn Thưởng tới Vương Đình Huệ, tiếp đó là Trương Thị Mai và mới nhất đó là Đinh Tiến Dũng, các nhân vật lãnh đạo Bộ Chính trị. Điều đó đã cho thấy ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã suy giảm. Đặc biệt ông Tô Lâm tính toán rất kỹ trong việc hạ bệ cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vì Tô Lâm biết rằng Vương Đình Huệ là cái nhân vật do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xây dựng với một cái hy vọng Vương Đình Huệ sẽ trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả việc đưa Vương Đình Huệ về giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội rồi chuyển sang vai trò Chủ tịch Quốc hội. Tương tự như ông Đồng Đức Mạnh cũng như ông Nguyễn Phú Trọng, đó là cái hành vi rõ ràng cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm đưa Vương Đình Huệ lên ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên như quý vị đã biết, sau chuyến thăm Trung Quốc của Vương Đình Huệ, ông Tô Lâm cho bắt trợ lý của Vương Đình Huệ tại sân bay và dẫn tới Vương Đình Huệ phải thôi chức. Đây là những cái dấu hiệu được cho là khá bất thường. Và nếu quý vị biết rằng trong cái cuộc họp Bộ Chính trị ngày 18 tháng 4 khi xem xét kỷ luật đối với ông Vương Đình Huệ,
ông Vương Đình Huệ lúc đó đã hụt tuệ nói ra tất cả, thậm chí chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi cho rằng chính các đồng chí ngồi đây đang ngồi trên pháp luật, trong khi đất nước chúng ta có hiến pháp, có các cái bộ luật. Nhưng tại sao tháng 2 năm 2013, Tổng Bí thư lại cho thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng? Các đồng chí quản lý đất nước không sử dụng hiến pháp hay pháp luật làm kim chỉ nam, mà tùy tiện thực hiện theo các cái cảm tính yêu ghét, biến cơ quan tố tụng thành cái nơi mua bán công lý, bắt bớ kết án tùy tiện không dựa vào những cái chứng cứ khoa học, mà theo các cái lời khai không có căn cứ, nhiều khi người ta đã sắp xếp có kịch bản nhằm làm hại những cái người vô tội. Chưa hết, ông Vương Đình Huệ còn đặt câu hỏi với các ủy viên Bộ Chính trị trong cuộc họp rằng: tôi hỏi các đồng chí có một cái đất nước nào trên thế giới đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà lại sử dụng luật rừng như chúng ta nữa hay không? Chúng ta ngồi đây nhưng đang tạo ra cái nhà tù dự bị cho chính chúng ta và con cháu chúng ta. Và thưa quý vị, người ta nói con người trước khi chết thì hay nói cái điều thật thà. Và như quý vị đã biết, sau đó phe nghệ tính của Vương Đình Huệ lần lượt bị triệt phá, mới nhất Đình Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và tới đây Phan Đình Trạc cũng chuẩn bị lên đường. Trong khi đó có những ý kiến cho rằng kể cả Lê Minh Hưng, một cái nhân vật quê ở Hà Tĩnh mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, kể cả Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác lý luận, mà Bộ Công an cũng như ông Tô Lâm không mang tới vì sợ mang tiếng. Do đó sau Phan Đình Trạc và Lê Minh Hưng, một cái nhân vật thứ ba sẽ là Trần Cẩm Tú, một người có tiếng nói lớn nhất chưa bị đụng tới. Trong khi đó, muốn khống chế các đối thủ cũng như duy trì quyền lực một cách vững chắc, ông Tô Lâm phải nhanh chóng đưa các cái đệ tử ruột của ông, đó là Đường Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, vào Bộ Chính trị càng sớm càng tốt. Và Tô Lâm không thể quên, Nguyễn Phú Trọng muốn đưa Phan Đình Trạc vào ghế Bộ trưởng thay thế cho Tô Lâm, trong khi trước Hội nghị Trung ương 9 có những ý kiến cho rằng Lương Tam Quang không đủ tiêu chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an, bởi vì Lương Tam Quang không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Đó là lý do tại sao ông Tô Lâm bằng các cái biện pháp, bằng các cái hồ sơ đen đã khống chế được một số các lãnh đạo cấp cao, kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cuối cùng Lương Tam Quang đã ngồi được vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thắng được Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú. Đó là lý do cho tới nay, với cái quyền lực vô đối của ông Tô Lâm, giới phân tích cho rằng một khi Tô Lâm đã muốn thì không có cái quy định nào không thể sửa. Không cần vào Bộ Chính trị, Lương Tam Quang vẫn lên được Bộ trưởng Bộ Công an. Thì bây giờ Lương Tam Quang đã là Bộ trưởng Bộ Công an, bây giờ vào Bộ Chính trị làm cái chuyện quá dễ dàng. Nhưng ông Tô Lâm còn tính đưa Nguyễn Duy Ngọc vào cùng một đợt với Lương Tam Quang. Đó là lý do trên mạng xã hội đã có những ý kiến cho rằng trong thời gian tới đây, trước Hội nghị Trung ương 10, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ động đệ đơn xin về hưu với cái lý do sức khỏe. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng bị ép về hưu để kiện toàn nhân sự Bộ Chính trị mà ông Tô Lâm muốn thay máu tới 80%. Theo đó, trước Hội nghị Trung ương 10, ông Tô Lâm đang vận động các cái lãnh đạo chủ chốt trong đảng thống nhất để ra nghị quyết tập thể về việc xem xét trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác cán bộ và chống tham nhũng với tư cách người đứng đầu. Trong cái bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay hết sức rối ren, khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm nay là Chủ tịch nước không giấu giếm đang nỗ lực gấp rút loại bỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng mọi giá, ép ông Trọng phải rời khỏi chính trường, phải nhường quyền lãnh đạo tối cao cho ông Tô Lâm. Và tương tự như Phan Đình Trạc, Tô Lâm sẽ buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chủ động tự nguyện rời chức, liên quan tới cái gọi là trách nhiệm đứng đầu theo quy định 41 của Ban Chấp hành Trung ương có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 vừa qua.
Theo đó, với sức mạnh vô đối về quyền của ông Tô Lâm hiện nay, thì các cái lãnh đạo trong bộ chính trị cũng như mọi cấp mọi ngành đều run sợ và lo lắng, bởi họ không biết khi nào ông Tô Lâm sẽ gọi tên như những các cái lãnh đạo trước đây như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ hay Trương Thị Mai. Chúng ta hãy chờ xem liên quan tới cuộc đua vào ghế tổng bí thư. Và nhiều quý vị đã biết hai ứng viên tiềm năng nhất hiện nay đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Theo giới phân tích, đó là các nhân vật có hai nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, là những người có khả năng thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, theo giới quan sát, cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư chưa bao giờ nóng như hiện nay, nhất là khi có những đồn đoán liên quan tới sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng ngày một yếu đi. Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng ông Tô Lâm chắc chuẩn bị các cái phương án để tiễn Phạm Minh Chính khi cần thiết. Nhưng ông Tô Lâm cũng cần phải nhớ đó, Phạm Minh Chính cũng làm một cái tay không vừa. Phạm Minh Chính được cho làm cái kẻ mệnh danh là còn tắc kẻ hoa đổi màu liên tục. Và Phạm Minh Chính từng là trùm tình báo chứ cũng không phải là một cái thứ trưởng bộ công an bình thường. Đặc biệt, theo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương phải tuân thủ theo một cái nghị quyết của số đông, thì ông Tô Lâm không có cửa thắng với Phạm Minh Chính. Đó là chưa kể tới thái độ của Bộ Quốc phòng. Do đó, ông Tô Lâm có ngồi vào ghế Tổng Bí thư tức giáo chủ của Đảng Cộng sản hay không thì chưa thể nói một cách chắc chắn. Nhưng ông Tô Lâm đã lên chủ tịch nước, mà nếu không cẩn thận thì cũng nhẹ thì đi theo Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc, còn nặng thì Tô Lâm cũng rất có khả năng đi theo Trần Đại Quang. Và thưa quý vị, trở lại cái nhận định cho rằng ông Lương Tam Quang sẽ vào Bộ Chính trị ngay trong Hội nghị Trung ương 10. Theo đó, để củng cố thế lực của mình, ông Tô Lâm sẽ phá vỡ mọi quy tắc để đưa bằng được các nhân vật thân tín của mình vào Bộ Chính trị. Rõ ràng tương quan phe Hưng Yên của ông Tô Lâm hiện nay chỉ có 5 ủy viên Trung ương, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Bộ Chính trị làm cơ quan quyền lực cao nhất trong hệ thống cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam với cái số lượng từ 15 tới 20 người. Đây là cái cơ quan quyền lực cao nhất nắm trọn sinh mệnh của đất nước và 100 triệu người dân. Theo giới phân tích trước đây, Bộ Chính trị khá đoàn kết và để giữ vững và một cái mục tiêu đoàn kết, Bộ Chính trị làm được đưa lên một cái nhiệm vụ chính trị rất cao. Ngay cả khi phe ông Nguyễn Tấn Dũng đấu tranh quyết liệt với phe của ông Nguyễn Phú Trọng, họ vẫn chờ cho nhau một cái con đường để hạ cánh an toàn. Nhưng sau Đại hội Đảng lần thứ 12, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trở thành chủ tịch nước, khi đó ông Trần Đại Quang có những cái biểu hiện coi thường Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cuối cùng, chỉ trong vòng 2 năm ngồi trên ghế chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang bỗng dừng chết bất đắc kỳ tử. Và kể từ đó cho tới nay, nội bộ Bộ Chính trị đã thay đổi cách chóng mặt. Các phe phái trong đảng đã triệt hạ nhau không từ một cái thủ đoạn nào. Nội bộ Bộ Chính trị phân rã, các phe cánh dựng lên để vạch mặt lẫn nhau. Và tới nay có thể thấy Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã chia làm 4 phe. Đó là phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cộng với Nghệ Tĩnh, phe quân đội, phe của Phạm Minh Chính và phe Hưng Yên của ông Tô Lâm. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm đã lộ rõ một cái mưu đồ muốn thống nhất quyền lực để trở thành một cái lãnh đạo tối cao của Việt Nam. Quân đội và chính phủ có phần nghiêng về Tô Lâm trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên, đó chỉ là những cái bắt tay tạm thời, trong khi đó bị gánh của ông Tô Lâm. Trong khi đó, phe cánh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như phe Nghệ Tĩnh vẫn còn rất đông và vẫn chưa bị Tô Lâm khuất phục. Đặc biệt, các ủy viên Bộ Chính trị có nguồn gốc của Nghệ An, đó là Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương, Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, rồi Lê Minh Hưng, trưởng ban Tổ chức Trung ương.
đó là những cái thành trì được cho là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, hình như trưởng ban nội chính Phan Đình Trạc đã bắt đầu rung rinh ghế vì theo giới quan sát, lực lượng quân đội Bộ Quốc phòng hầu như im hơi lặng tiếng, chỉ duy nhất Lương Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị hai nhiệm kỳ, tỏ ra chưa im. Trong khi phe của Phạm Minh Chính, ông Chính vốn là một trung tướng công an, ông Chính chắc chắn phải bắt tay với Tô Lâm để yên vị, nếu không muốn trở thành một cái trung thứ ba bị chạm sau các nhân vật Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Tuy nhiên ông Tô Lâm phải coi chừng, bởi trước ông Tô Lâm là Trần Đại Quang, cũng từng là Bộ trưởng Bộ Công an, cũng lên làm chủ tịch nước và bất ngờ mắc cái bệnh lạ rồi qua đời. Theo giới phân tích, bài học Trần Đại Quang chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều những kinh nghiệm cho ban lãnh đạo Việt Nam nói chung và đặc biệt ông Tô Lâm nói riêng. Cho nên việc điều động thua cấp, củng cố thế lực đối với ông Tô Lâm làm cái điều ông Tô Lâm phải hết sức thận trọng. Sau khi đưa Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 10 tới đây, có thể tiếp theo, ông Tô Lâm sẽ đưa một nhân vật thần tín khác, đó là Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương. Theo đó, Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị còn dễ hơn Lương Tam Quang, và trên một cái bước đường thâu tóm quyền lực, ông Tô Lâm đang gây thù chuốc oán với rất nhiều người, đặc biệt các nhân vật lãnh đạo trong Bộ Chính trị. Do điểm tới đây, một khả năng cao ông Tô Lâm có thể điều động Tô Ân Sô trợ lý, một cái cánh tay đắc lực về văn phòng chủ tịch nước, để chuyên trách một cái bàn bảo vệ cho ông Tô Lâm trước các cái âm mưu tấn công hay hạ độc từ các cái đối thủ trong đảng. Theo đó, những tính toán này không chỉ củng cố thế lực cho ông Tô Lâm, hay ông Tô Lâm có thể bắt tay liên minh triệt hạ các cái đối thủ khác, mà đó làm cái bước để biến Tô Lâm trở thành một cái lãnh tụ độc tài như ông Lê Duẩn trước kia. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 7, rất nhiều những cái quyết định của nhà nước Việt Nam có hiệu lực, đặc biệt liên quan tới một cái quyết định liên quan tới bảo vệ dân phòng, bảo vệ dân phố, công an xã tham gia quản lý xã hội, và ông Tô Lâm sẽ có trong tay khoảng 300.000 binh lực nằm dưới sự điều khiển của Bộ Công an. Theo đó, năm 2020, với một cái quyết tâm thay thế cho một cái lực lượng được gọi là thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của công an chính quy, ông Tô Lâm đã đưa ra một cái dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở. Và ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, luật này sẽ có hiệu lực. Theo đó, một cái hành động dùng luật đưa thêm người của Bộ Công an đã vấp vào với những cái sự phản đối từ một quân đội. Theo đó, ngày 17 tháng Giêng năm 2020, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã đặt câu hỏi với ông Tô Lâm tại Quốc hội rằng liệu chúng ta có cần thêm một cái lực lượng nữa hay không, khi lực lượng công an của các đồng chí đã quá đông. Bây giờ ở một tỉnh ít nhất phải có 3.000 công an, tỉnh to lên tới 4.000, hơn 4.000 công an chính quy. Một cái lực lượng công an đông như thế, bây giờ các đồng chí lại muốn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy của chúng ta không đủ làm để nắm tình hình, xử lý tình huống hay sao? Thậm chí Thiếu tướng Sùng Thìn Cò còn đưa ra những cái so sánh giữa mô hình quản lý giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo Sùng Thìn Cò, Trung Quốc còn lớn như thế, nhưng họ chỉ có lực lượng vũ trang quân đội, công an chỉ làm cái lực lượng bán vũ trang đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Do đó, chúng ta, tức Bộ Công an, cần phải đánh giá, tổng kết lại một cái nghị quyết của Bộ Công an như vậy, chưa chắc nhân dân đã ủng hộ. Vẫn theo Sùng Thìn Cò, nếu chúng ta xác định lực lượng công an làm cái lực lượng rất quan trọng có thể thay thế cho quân đội, thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Do đó, theo Sùng Thìn Cò, đề nghị Quốc hội và Chính phủ phải cân nhắc trước khi bấm nút thay mặt cho cử tri. Và thưa quý vị, cũng trong cái buổi họp đó, chính ông Lưu Bình Nhưỡng trong vai trò phó trưởng ban dân nguyện cũng nhấn mạnh tới cái con số 1 triệu người sẽ nằm dưới quyền điều động của Bộ Công an.
tham gia vào các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, mà theo Lưu Bình Nhưỡng cho rằng đó là cái gánh nặng cho ngân sách. Nếu bộ ngành nào cũng bành trướng theo cái lối lý vòn của ông Lưu Bình Nhưỡng, đó là khắc nhập khắc xuất, thì ngân sách đâu ra để nuôi. Và nó là lý do tại sao dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của Bộ Công an năm 2020 không được thông qua. Trong đó có 60,29% các đại biểu Quốc hội cho rằng chưa cần thiết thông qua luật này, mà số đại biểu tán thành chỉ có 96 người, chiếm tỷ lệ 19,96%. Theo đó, lý do phản đối là vì bộ máy sẽ phình ra và ngân sách sẽ phải tiêu tốn một cái khoản quá lớn để nuôi một cái lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở. Tuy nhiên, thưa quý vị, đến nay, luật đã được thông qua và ngày hôm nay sẽ có hiệu lực. Đặc biệt năm 2023 thì xảy ra vụ bạo loạn tại Tây Nguyên. Bộ trưởng Tô Lâm và Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân đã lấy các sự kiện này để làm ví dụ rồi mang ra hù dọa các đại biểu Quốc hội, khẳng định rằng cần phải xây dựng hệ thống lực lượng an ninh cơ sở, bởi vì họ sẽ là một bộ phận tai mắt cho Bộ Công an. Nếu họ có sẵn ở địa bàn cơ sở thì họ đã phát hiện được cái lực lượng mặc áo rằn rì chuẩn bị các dụng cụ phương tiện để tấn công hai trụ sở công an ở tỉnh Đắk Lắk. Và như vậy, với cái lý do bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách cài cắm trong quần chúng, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã vô hiệu hóa tất cả các ý kiến phản đối của đại biểu Quốc hội cũng như các cái bộ ngành của chính phủ trước đó. Và cuối cùng, tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua một cái luật có tên Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với cái tỷ lệ tán thành 78,14%, và ông Vương Đình Huệ làm cái nhân vật cực lực phản đối. Và một trong những lý do Vương Đình Huệ bị triệt hạ khỏi chức ghế Chủ tịch Quốc hội cũng liên quan tới cái nghị quyết vừa kể. Đáng kể, ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố bắt giam với một lý do không rõ ràng, được cho là vì cũng một phần tham gia phản đối luật lực lượng an ninh bảo vệ ở cơ sở. Và đó là, thưa quý vị, trong cái thống kê không chính thức, theo số liệu của giáo sư Fortier cho rằng lực lượng liên quan tới sự điều động của Bộ Công an hiện nay trước ngày 1 tháng 7 là 6.700.000 người, nay thêm 300.000 người thì vẹn vẹn hơn 7 triệu trên tổng số 100 triệu dân nằm trong sự quản lý của Bộ Công an. Theo giới phân tích, mục tiêu của ông Tô Lâm kết nạp thêm các cái lực lượng bổ sung cho Bộ Công an để tăng thêm sức mạnh của thanh bảo kiếm và lá chắn để bảo vệ một cái chế độ công an trị và chủ soái của đế chế mới, đó là Tổng Bí thư Tô Lâm. Trở lại cái câu chuyện liên quan tới Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cái chuyến thăm Trung Quốc gần đây, mà theo giới phân tích đưa ra các cái nhận định cho rằng ông Phạm Minh Chính đang tranh thủ sự ủng hộ của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Và nhiều quý vị đã biết một cái vấn đề gần như chắc chắn, đó là ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trở thành hai cái ứng viên cho chiếc ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14 tới đây. Trong khi ông Tô Lâm bên cạnh những cái nỗ lực tiêu diệt phe Nghệ Tĩnh và bóc rỡ những cái hệ thống chân rết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở các địa phương, thì Phạm Minh Chính mải mê công du nước ngoài để tạo hình ảnh. Theo giới quan sát đã đưa ra những nhận xét cho rằng tại sao ông Tô Lâm sau hơn một tháng trên cương vị chủ tịch nước vẫn chưa có các biểu hiện sẽ công du Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Phải chăng ông Tô Lâm và Bộ Công an vẫn chưa quản lý chắc vấn đề nội bộ đảng hay sao? Trong khi đó, các tứ trụ Việt Nam duy nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính với hàng loạt các chuyến thăm nước ngoài. Sau chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Hà Nội, ông Phạm Minh Chính đã thực hiện chuyến công du sang Trung Quốc để dự nghị một cái diễn đàn kinh tế thế giới ở thành phố Đại Liên. Sau đó, ông Phạm Minh Chính đã tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, ngày 30 tháng 6 vừa qua,
ông Phạm Minh Chính lại lên đường đi thăm chính quốc Hàn Quốc. Đáng chú ý, ngày 26 tháng 6, khi ông Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo truyền thông nhà nước Việt Nam, cho biết tại Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức thông báo Việt Nam có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt nối với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Một Vành Đai Một Con Đường do Tập Cận Bình khởi xướng. Theo ông Phạm Minh Chính cho biết, 3 tuyến đường sắt vừa kể đã được xem xét cụ thể, đó là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, 2 Lạng Sơn, Hà Nội, 3 Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Và đặc biệt tại hội nghị ở Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào các dự án giao thông, đường sắt cao tốc Hà Nội-Sài Gòn và các dự án đường sắt trên cao tàu điện ngầm ở Hà Nội và Sài Gòn. Trong khi đó, có những tin hành lang cho hay, nguyên Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines ông Lê Hồng Hà đề xuất một cái phương án Việt Nam sẽ sử dụng một cái dòng máy bay chở khách C-919 của Trung Quốc để khắc phục một cái tình trạng thiếu hụt máy bay, cũng xuất phát từ gợi ý của Văn phòng Chính phủ trước chuyến đi Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo giới phân tích, chuyến đi Bắc Kinh của ông Phạm Minh Chính diễn ra vào cái thời điểm Trung Quốc đang cố gắng thắt chặt quan hệ với Hà Nội trong cái bối cảnh cạnh tranh căng thẳng với Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông. Trong khi đó, chỉ còn 17 tháng nữa, Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2026 với 2 ứng viên, đó là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Theo giới phân tích cho rằng, trước đây, ông Tô Lâm có một khả năng rất cao để trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam để thay thế cho Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm vượt qua được ông Phạm Minh Chính làm cái điều không dễ dàng, với lý do trái ngược với ông Tô Lâm là một cái chính khách được cho là gây tranh cãi trong nội bộ. Tại nhưng ngược lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính lại nhận được một sự đồng thuận và ủng hộ cao của lãnh đạo trong Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương. Đó là lý do tại sao chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong những ngày vừa qua sẽ được Ban lãnh đạo Trung Nam Hải đánh giá cao và ủng hộ, và điều đó được cho là mang lại rất nhiều những cái lợi ích kinh tế cho Bắc Kinh, đặc biệt các cái dự án giao thông kết nối Việt Nam và Trung Quốc trong cái khuôn khổ sáng kiến Một Vành Đai Một Con Đường do Tập Cận Bình khởi xướng. Đó là lý do tại sao người ta cho rằng đó là cái quà ta ném lên trên bàn cân và sẽ nghiêng về Phạm Minh Chính nhiều hơn trong việc so sánh khả năng trở thành Tổng Bí thư Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây trong cuộc đua giữa hai ứng viên, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính. Cuộc chiến cung đình của giới chức lãnh đạo Việt Nam chưa có những cái xu hướng chấm dứt, mà nó vẫn tiếp tục, thậm chí nó là những cái cơn sóng ngầm báo hiệu một cái cơn bão lớn trong những cái ngày tới đây. Theo giới phân tích đưa ra các ý kiến cho rằng, có những cái đồn đoán ban lãnh đạo Bắc Kinh đã chủ động dàn xếp các cái phe cánh trong Đảng Cộng sản Việt Nam để chấm dứt tình trạng đấu đá, tiến tới ổn định đảng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm vẫn không chịu dừng lại và tiếp tục tiêu diệt các ứng viên Bộ Chính trị của phe Nghệ Tĩnh, một cái bề đỡ của Tổng Bí thư. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng có những cái bí mật để ít người biết, và đó cũng là cái lý do khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhân bợn nhượng, thậm chí lùi bước trước cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quá nhiều. Và cũng là lý do tại sao tập thể ban lãnh đạo Bộ Chính trị phải chiều theo ý Tô Lâm. Thậm chí đây là lý do vì sao ông Tô Lâm đã đảo ngược được cái thế cờ một cách ngoạn mục, khi mà sau hội nghị Trung ương 9 trung tuần tháng 5, người ta nói ông Tô Lâm đã bị đẩy vào cái thế được cho là bế tắc. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an chiến tận gốc, chốc tận rễ phe Nghệ Tĩnh với mục tiêu đó là
lập lại kỷ cương phép nước, sử dụng luật pháp để điều hành, làm cái điều công chúng mong muốn. Theo giới phân tích trên mạng xã hội, độ những tin đồn đoán cho rằng trước hội nghị trung ương lần thứ 10 khóa 13, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thúc đẩy hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là đưa tân Bộ trưởng Bộ Công an tham gia Bộ Chính trị và đồng thời sẽ thay máu toàn bộ cơ quan quyền lực để loại bỏ ít nhất 80% các ủy viên Bộ Chính trị hiện nay. Theo những nguồn thảo tin cho biết, Chủ tịch nước Tô Lâm là người làm chủ và điều hành cuộc chơi hiện nay. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cho tới cái lúc này, Thượng tướng Lương Tam Quang là Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng chỉ trên danh nghĩa, thực quyền vẫn thuộc về Chủ tịch nước Tô Lâm, và điều đó nó cho thấy một cái khả năng ông Tô Lâm vẫn chưa tìm ra một cái giải pháp để thuyết phục Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thuận để đưa Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị. Và đó là lý do tại sao tới đây ông Tô Lâm phải sử dụng các cái biện pháp mạnh, không chỉ đối với các ủy viên Bộ Chính trị của phe Nghệ Tĩnh, thậm chí phải xử lý các Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi lý do một cái rào cản lớn nhất đó là nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, nghị quyết thuộc về số đông. Cho nên việc ông Tô Lâm muốn sử dụng những nghị quyết trong các cái cuộc họp mà gần đây ông Tô Lâm hay áp dụng hội nghị các cái cán bộ chủ chốt, tức cuộc họp Bộ Chính trị thu hẹp hay tứ trụ mở rộng theo cái công thức như quý vị đã biết, bốn tứ trụ cộng với thường trực Ban Bí thư và Chánh Văn phòng Trung ương. Tuy nhiên, điều vừa kể trở nên bất khả kháng bởi vì Chánh Văn phòng Trung ương ông Nguyễn Duy Ngọc không phải ủy viên Bộ Chính trị, trong khi các phản ứng của các cái tướng lĩnh quân đội được cho là không rõ ràng, có những chỉ dấu cho thấy quân đội án binh bất động, ngoại trừ Đại tướng Lương Cường thường trực Ban Bí thư vẫn tỏ ra rất năng nổ. Mới nhất ngày 26 tháng 6, theo quyết định của Bộ Chính trị, Bạc và Ban Bí thư đã điều động chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Tổng cục Phó Tổng cục Chính trị giữ chức vụ Bí thư tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu làm cái đàn em thân cận của Đại tướng Lương Cường. Và trước đó, Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái đã bị Bộ Công an khởi tố Bắc Giang về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới tập đoàn Thuận An, một cái sân sau của Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Những điều vừa kể cho thấy giữa lãnh đạo phe quân đội và phe công an đang có những cái cuộc chạy đua ráo riết trong việc cài cắm các cái nhân sự lãnh đạo ở cấp tỉnh, thành phố, đó là các chức vụ bí thư, chủ tịch các tỉnh, theo thế cài răng lược. Đây là cái kế sách tiền hạ thủ vi cường của phe quân đội và tay trước để giành được phần chủ động. Và đó cũng là những cái khó khăn cho Bộ Công an và ông Tô Lâm kể từ đây. Và có lẽ một cái quy luật đó là mỗi khi ông Tô Lâm chạm cái vị trí lãnh đạo cấp cao, nếu ông Tô Lâm không nhanh tay thì quân đội lập tức sẽ đưa người của mình chám vào. Và phải chăng đó là những chỉ dấu cho thấy Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, đang có những cái dấu hiệu giải vây cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ủng hộ cho phe Nghệ Tĩnh để quay trở lại. Theo giới phân tích, sự lấn lướt của ông Tô Lâm và Bộ Công an trong thời gian qua, đó là nhờ vào cái kho tàng thư Big Data, trong đó các cái hồ sơ đen nhúng nhàm của tất cả các quan chức lãnh đạo Việt Nam, từ trung ương tới địa phương, mà chắc chắn ai ai cũng dính. Vấn đề là hồ sơ đen đó đã được ông Tô Lâm chọn lựa và quyết định sẽ trừng trị ai. Mà trường hợp các nhân vật cấp cao như Võ Hoàng Thượng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và nhiều các cái quan chức lãnh đạo các cấp tỉnh thành phố cuối cùng buộc phải tâm phục khẩu phục trước các cái bằng chứng được đánh giá là hết sức xác đáng và chính xác của Bộ Công an. Kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có những cái vết những tràm lớn tay đình, đó là hồ sơ mật về những cái vi phạm của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời làm bí thư Thành ủy Hà Nội, có liên quan tới cái dự án khu đô thị Sipucha Nam Thăng Long ở khu vực Hồ Tây, thành phố Hà Nội.
mà trong hồ sơ điều tra của Bộ Công an dưới thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do đích thân Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một cái người thủ trưởng trực tiếp của ông Tô Lâm, khi đó Tô Lâm là thư ký của Nguyễn Văn Hưởng, điều tra còn dở dang vì nhiều lý do khác nhau, thể hiện rất rõ theo hồ sơ. Lúc đó, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội ông Nguyễn Phú Trọng và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội ông Hoàng Văn Nghiên đã lợi dụng chính sách điều chỉnh thuế làm thất thoát của nhà nước hơn 3.000 tỷ vào đầu năm 2000 và đổi lại ông Nguyễn Phú Trọng và ông Hoàng Văn Nghiên mỗi ông được nhận quà lại quà. Đó là 2 căn biệt thự và 1 triệu đô la Mỹ tiền mặt cho mỗi người. Đó là lý do vì sao từ đó cho tới nay ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn có một chủ trương được cho là miễn tội cho các quan chức mà theo ông Trọng không có biểu hiện vòi vĩnh, làm tiền. Theo giới thạo tin, ông Nguyễn Phú Trọng đã bán đi 1 căn hộ hơn 1 triệu đô và 1 cái căn hiện nay còn lại. Hiện do ông Nguyễn Phú Trường, vụ trưởng vụ tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, con trai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở. Đây là những cái thông tin căn cứ vào lý lịch chính ngang của ông Nguyễn Phú Trường. Đây là một trong những lý do khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì sao phải nhân nhượng, phải lùi bước đối với ông Tô Lâm quá nhiều, và cũng là cái lý do tại sao ông Tô Lâm có thể đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục, đặc biệt sau hội nghị Trung ương 9. Từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 5, ông Tô Lâm đã chuyển bại thành thắng. Được biết vào thời điểm đó, ông Tô Lâm đã đưa ra các thông điệp bắn tin cho Nguyễn Phú Trọng rằng sẽ lật lại hồ sơ vụ Shibuya liên quan tới 14 của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do tập thể Bộ Chính trị phải chấp nhận cứu ông Trọng, và tất nhiên phải khẳng định Chủ tịch Tô Lâm nhận được sự đồng thuận từ Bắc Kinh. Làm cái điều chắc chắn. Trở lại vấn đề, trong thời gian gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt các cái thông tin và các sự kiện được đánh giá cho rằng gây khủng hoảng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, những ý kiến cho rằng mục tiêu cao nhất của ông Tô Lâm hiện nay là loại bỏ ban lãnh đạo Nghệ Tĩnh, một cái bệ phóng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, một cái sự kiện đáng chú ý đó là Đại tướng nói Việt Nam ngày 26 tháng 6 năm 2024 đưa tin cho biết sáng ngày 26 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức một cái hội nghị trực tuyến để bồi dưỡng kiến thức cho 1.720 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên với các cái chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Và tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Lâm đưa ra cái phát biểu đáng chú ý, đó là thông tin trên các nền tảng số hiện đại có thể tạo ra các hiện tượng mạng gây sốt, gây bão trong dư luận xã hội. Theo giới quan sát đánh giá, phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thành Lâm có lẽ ám chỉ tới các thông tin liên quan những cái trường hợp nổi bật gần đây như hiện tượng sư thầy Thích Minh Tuệ hay hòa thượng Thích Trân Quang đang gây khủng hoảng truyền thông, và điều đó theo Thứ trưởng Lâm đã gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tới an ninh chính trị. Đáng chú ý, hiện tượng hòa thượng Thích Trân Quang sở hữu một cái bằng tiến sĩ cấp tốc hoàn toàn trái với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khiến cho Bộ Giáo dục Đào tạo phải gửi một công văn hòa tốc yêu cầu Đại học Luật Hà Nội phải giải trình chi tiết lý do tại sao lại cấp một cái bằng tiến sĩ trong thời gian vẹn vẹn có 2 năm, trong khi giới thạo tin đã đặt các cái nghi vấn cho rằng tại sao vụ việc hòa thượng Thích Trân Quang sở hữu một cái bằng tiến sĩ giòn nhiều khả năng được mua bằng tiền chứ không phải. Đây là cái bằng tiến sĩ do kết quả học tập và nghiên cứu sinh, lại bùng lên vào cái thời điểm hiện nay, trong khi hầu hết tới 90% các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam họ sở hữu đủ các loại bằng cấp, các loại học hàm, học vị được cho là to tát, nhưng kiến thức thì trống rỗng.
Một cái câu hỏi đặt ra liệu Chủ tịch nước Tô Lâm có quan tâm tới việc tiến hành tổng rà soát các cái bằng cấp học hàm học vị của giới chức lãnh đạo Việt Nam hay không. Đây là một trong những sản phẩm của một cái cơ chế được gọi là quyền tiền dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt một cái thời gian 13 năm vừa qua. Và dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thời điểm hiện nay có thể khẳng định không thể chối cãi, đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã góp phần làm tàn phá đất nước, tạo nên một cái xã hội Việt Nam vô pháp vô luân, kỷ cương phép nước không được coi trọng, tạo nên những cái sự bất công bất bình đẳng trong xã hội hiện nay. Đó là kẻ phạm tội, nếu là những nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì bằng mọi lý do sẽ được tha bổng. Trong khi theo giới thạo tin có những ý kiến cho rằng việc Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an tiến hành một cái chiến dịch tạo thành phe Nghệ Tĩnh không ngoài mục đích đào tận gốc, chấp tận rễ hệ thống quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ăn sâu bám rễ trên diện rộng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt có những cái đồn đoán cho rằng hai nhân vật cộng cán của phe Nghệ Tĩnh là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú gần như chắc chắn sẽ ra đi. Và trước hội nghị Trung ương 10 tháng 10 năm 2024, một cái khả năng cao có hai ủy viên Bộ Chính trị chống lưng cho các vụ việc công ty cây xanh Công Minh cũng như bệnh viện tâm thần sẽ tiếp tục bị bắn rung và công luận truyền thông trong nước cũng như quốc tế, đa số các ý kiến đều cho rằng chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thất bại và ông Tô Lâm cũng là cái nhân vật lạm dụng nó để đấu đá tranh giành quyền lực phục vụ cho lợi ích cá nhân và phe cánh của mình. Tuy nhiên, theo giới phân tích, mục đích của ông Tô Lâm và Bộ Công an không chỉ loại bỏ hàng loạt các ủy viên Bộ Chính trị như chúng ta đã thấy, không chỉ để ông Tô Lâm đưa người của ông vào thay thế, mà ông Tô Lâm có thể nhắm vào một cái mục tiêu khác. Công luận hy vọng chỉ bằng các biện pháp thiết lập lại kỷ cương phép nước, dùng luật pháp để điều hành nhà nước thay cho cái gọi là chủ nghĩa nước trị mà ông Nguyễn Phú Trọng tùy tiện sử dụng trong 13 năm vừa qua. Đó là lý do theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã đưa ra một cái nhận xét cho rằng một cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cần phải bắt chúng căn bệnh gốc, chứ không phải bắt 1, 2 hay 100 người, hoặc bỏ tù một ủy viên trung ương, 10 tướng tá quân đội hay công an, thì có thể triệt hạ được cái vấn nạn tham nhũng. Mà theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, đó là cách làm không bài bản, không đánh vào nguyên nhân cốt lõi, mà cốt lõi chính đó là bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà khẳng định rằng Việt Nam phải trở thành một cái nhà nước pháp quyền, điều hành nhà nước theo luật pháp, chứ không phải dưới sự điều hành của các ban của Đảng như ban nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư hay Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những lý do dẫn tới sự thất bại trong công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra các cái sản phẩm nhân sự được cho là cực kỳ bê bối. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của Can TV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị, những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của KTV, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành KTV 3 và KTV 5 sẽ dẫn quý vị tới một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.